Dạ, lô hàng lần này trót lọt rất là thuận lợi phải không anh? Đúng vậy, lần này giao hàng rất trót lọt. Giờ bên đó ta Dạ. muốn có đơn đặt hàng lớn hơn trong lần sau. Khả năng Dạ. coi làm sao, rồi mình lại tính tiếp nghe. Dạ. Dạ, trót lọt á là nhờ mối quan hệ của anh Trọng. Chờ người ta bị bắt quá chừng luôn anh ơi. Có anh lo qua cửa khẩu á thì các lô hàng lần sau nhất định cũng sẽ trót lọt hết. Vì vậy á, chúng ta phải gặp nhau để ăn mừng chứ anh. Nè, rồi mình sẽ bàn kế hoạch tiếp theo nghe anh. Kỳ này tôi đi hàng độc lắm đó. Anh ráng cẩn thận và giúp cho hàng qua biên giới trót lọt. Dạ, xin lỗi anh, tôi có công việc, có gì tôi sẽ gọi lại cho anh sau. À, vậy á. Dạ. Chắc nó không nghe thấy gì đâu. Ba và chú Trọng làm ăn gì mà phải trót lọt? Hàng độc là hàng gì? Xưa giờ mình đâu biết. Ba nhờ chú Trọng để làm ăn qua cửa khẩu biên giới. Sao bao nhiêu chuyện phức tạp xảy đến cùng một lúc vậy? Tại sao ba chắc chắn anh Sơn là giang hồ? Vậy là ba cũng biết chuyện anh Sơn đang làm. Do đó bà má nhất quyết cấm mình quen.